à, những con giáp nữ có số trời định phải trải qua hai lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. Có câu nói phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Quả thật câu nói ấy không sai, bởi lấy chồng là một trong những cái chuyện trọng đại của người phụ nữ. Quý vị thân mến, sinh ra là một người phụ nữ thì ai mà chẳng mong muốn được may mắn trên cái con đường tình duyên, lấy được một người đàn ông tốt để xây dựng được cái mái ấm thật sự, là nơi để gửi gắm và vun vén cái hạnh phúc suốt đời của mình. Các cụ người ta vẫn nói phận là do người tạo, nhưng duyên lại do trời định. Mà đôi khi ý, người tính thì không bằng trời tính được. Nên dù có một số con giáp nữ ấy, rất là thông minh, rất là giỏi giang, rất xinh đẹp, nhưng lại phải chịu cái cảnh lận đận trong cái chuyện tình duyên, thậm chí là phải trải qua cái chuyện hôn nhân đổ vỡ. Một trong những điều đó được coi là bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ. Những con giáp này thường phải trải qua ít nhất hai lần đò thì mới mong tìm được cái bến đỗ thực sự của đời mình. Liệu quý vị và các bạn có nằm trong những con giáp này không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng không nhé. Thưa quý vị, những người có số mà lận đận trong cái chuyện nhân duyên ấy, thì thường là những người mệnh là có sao Kình Dương luôn áo, đúng không? Thứ hai là cung phu thê thì thường có sao Đà La. Theo quy luật an trên cái lá số tử vi ấy, thì mệnh nếu mà có sao Kình Dương ấy, thì cung thê sẽ tự khắc có cái sao Đà La. Đó là cái quy luật bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi khi mà chúng ta an cái lá số tử vi. Cái sao Kình Dương và sao Đà La nó được an dựa theo cái vòng lộc tồn. Kình Dương thì luôn đứng trước lộc tồn và Đà La thì luôn đứng sau lộc tồn, thì cái quy luật nó là như vậy. Sao Kình Dương thì không bao giờ nằm ở bốn hướng tứ sinh là dần, thân, tị, hợi. Bởi lộc tồn không nằm ở bốn cung là tứ mộ là thìn, tuất, xỉu, mùi đó. Thì nói về sao Kình Dương thì sao Kình Dương là thuộc kim. Đây là một trong những cái bộ lục sắc tinh trong bộ sáu sao Kình, Đà, Hỏa tinh, Linh tinh, Địa không và Địa kiếp. Bởi nó là một cái sát tinh nên là nó có ý nghĩa cực kỳ xấu, có nhiều cái xấu hơn là cái ý nghĩa tốt. Nếu mà đắc địa thì còn tốt, còn nếu mà hãm địa thì xấu thua rồi luôn. Cái sao Kình Dương là cái sao chủ về cái tai họa và nguy hiểm. Vậy nó nằm ở bất cứ cung nào thì cũng chủ về nguy hiểm và tai họa ở cái cung đó. Những người có sao Kình Dương cư mệnh thì tính tình là táo bạo, nóng nảy, liều lĩnh, nhiều cái mưu mô, là những người quyết đoán và ít khi nghe lời của những người khác. Họ làm việc một cách độc lập theo ý của mình. Nếu là nam ấy, thì gia trưởng. Cái sao Kình Dương nó không thích hợp với nữ giới. Tiếp theo cái sao thứ hai mà chúng ta phải xét đó là sao Đà La. Sao Đà La nó nằm ở cung thê, nó chủ về cái chuyện hung hiểm, về tai họa và ít khi nó mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia chủ. Vì nó là hóa khí của cái hóa kỵ trong cái bộ tứ hóa. Khi mà cung mệnh có sao Kình Dương tọa thủ thì liền kề với cái cung nguyên đệ thì thường có sao lục tồn. Đây là cái vị trí bất di bất dịch và Kình Dương ấy thì luôn đứng trước theo cái chiều thuận. Tiếp theo là cung phu thê mà có sao Đà La thì Đà La luôn đi sau cái sao lục tồn. Kình Dương là cái sao mà quả cảm, dũng mãnh, vậy nên Kình Dương luôn đi đầu và luôn là những người tiên phong. Cái sao Đà La thì cũng là cái sao ghê gớm nhưng nó ẩn dật và nó mang tính chất là mai phục. Sao lộc tồn đi đâu thì cái bộ Kình Đà luôn đi theo để bảo vệ lộc tồn. Vậy thì tại sao với những người phụ nữ mà có hai cách cục này thì ít nhất thường phải trải qua hai lần đò? Thì để chắc chắn cái cách cục này thì chúng ta cần phải xét đến cái cung tử tức nữa. Thứ nhất là cái trường hợp của cung tử tức mà nó có cái sao cự môn hoặc là có cái thiên cơ đồng cung ấy, tức là nằm ở cái vị trí là cung Mão và cung Dậu. Thứ hai là cái sao thiên tướng nó nằm ở đất tuyệt. Thứ ba là nó nằm ở thai đế vượng hoặc là thai tả hữu đó. Thứ bốn là phục binh tướng quân. Nếu mà phục binh nằm ở cung điền ấy, thì tướng quân sẽ nằm ở cung tử. Thứ năm là thái âm và thiên phúc. Thì với cái cách cục này thì những người phụ nữ này thì rất dễ rơi vào cái tình trạng là ít nhất phải trải qua hai lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp nữ mà dễ phải trải qua hai lần đò đầu tiên đó chính là những người tuổi mùi. Những người phụ nữ tuổi mùi thường là những người rất nhạy cảm
họ là những người thường rất là trân trọng cái mối tình duyên trước mắt của mình, nhưng mà cũng không nỡ từ bỏ những cái mối tình ở bên cạnh. Đối với tình yêu ấy, thì họ là những người yêu cầu thực sự là hoàn mỹ. Vì vậy, cái hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều cái sóng gió hơn là những con giáp khác. Họ thích cái chuyện lãng mạn. Vì thế, nếu mà cái cuộc sống hôn nhân mà không được như cái lúc mới yêu ấy, hay là cái việc đối phương lạnh nhạt ấy, thì sẽ làm cho các cô gái tuổi Mùi không chịu đựng được, không chịu được. Những lần cãi vã với chồng sẽ làm cho cái những người tuổi Mùi sẽ bị tổn thương, và cuối cùng sẽ dẫn đến cái quyết định là ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai thì cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mùi có được cái mọi điều mà họ muốn. Không chỉ được yêu thương, chiều chuộng, mà tiền tài, danh vọng thì cũng tự khắc đến với những con giáp tuổi Mùi. Đấy, trong cái cuộc hôn nhân mới này, đó là con giáp đầu tiên mà phải chịu cảnh là hai lần đòn. Tiếp theo, con giáp thứ hai thì đó chính là những người tuổi thìn. Những người tuổi thìn thì phụ nữ tuổi thìn được đánh giá khá cao về cái giá trị của bản thân và hơi có xu hướng là ganh đua với đối phương, với những người chồng của mình. Vì thế, trong cái cuộc sống gia đình ấy, thì phụ nữ tuổi thìn sẽ không dễ gì mà chịu cúi đầu trước chồng. Lần đầu kết hôn thì cũng do cãi vã không ngừng mà rất dễ dẫn đến tình trạng là đường ai nấy đi. Nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ gặp được người chồng có quan điểm phù hợp hơn với mình, khiến cho họ cảm thấy là được tôn trọng, được thỏa mãn cái tính hiếu thắng của phụ nữ tuổi thìn. Đấy, những người phụ nữ tuổi thìn trong cái chuyện tình yêu thì rất là bị động, nên những người đàn ông mà lựa chọn người con gái tuổi thìn đã từng kết hôn thì sẽ rất hiểu họ và bị cái bản tính tốt đẹp của họ làm cảm động. Tình yêu của hai người từ đó mà trở nên sâu sắc, trầm lắng, và từ đó tình cảm lẫn kinh tế của họ thì đều gì chẳng cần phải buồn phiền nhiều nữa. Đó là những người tuổi thìn. Tiếp theo, con giáp mà phải chịu cảnh hai lần đòn thứ ba đó là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão thì phụ nữ tuổi Mão mặc dù là rất là nhạy cảm và tinh tế trong cái tình cảm, và họ rất trân trọng cái mối tình duyên trước mắt, nhưng mà lần đầu bước vào cái cuộc sống hôn nhân ấy, thì có lẽ do tuổi trẻ mà họ chỉ chú trọng đến cái chuyện tình yêu mà quên đi cái cuộc sống gia đình, cho nên cái khả năng cao họ sẽ bị va vấp trong cái chuyện hôn nhân là rất lớn hơn hẳn những con giáp khác. Và khi kết hôn lần thứ hai thì những người phụ nữ tuổi Mão sẽ trân trọng hơn trong việc tìm kiếm nửa kia của mình. Họ sẽ cố gắng tìm một người đàn ông thích hợp hơn với mình. Đồng thời, trải qua cái thời gian thì họ cũng sẽ trưởng thành hơn, có thể níu kéo được trái tim người chồng của mình. Nhờ thế nên hai bên sẽ giữ được cái mối hòa khí thuận lợi. Ngay cả cái việc làm ăn thì cũng vô cùng là suôn sẻ và thu hút được nhiều cái tài lộc. Đó là những người tuổi Mão. Tiếp theo, thứ tư chúng ta cần phải xét đến đó là những người tuổi Dần. Những người phụ nữ tuổi Dần thì phụ nữ tuổi Dần thường là có bản tính rất tốt, nhưng lại thiếu đi cái sự khéo léo, đôi khi hơi bốc đồng và khá bảo thủ. Nên trong chuyện hôn nhân ấy, thì cái cặp vợ chồng này hay xảy ra những cái mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng mà từ những cái chuyện cãi vã nhỏ nhặt đó thì tích lũy dần lên, rồi gì sẽ có lúc bộc phát. Nếu mà không biết kiềm chế thì rất dễ dẫn đến cái chuyện ly hôn. Và sau cái cuộc hôn nhân đổ vỡ này thì phụ nữ tuổi Dần sau đó sẽ điều chỉnh lại cái trạng thái cơ thể của mình, rút ra được những cái kinh nghiệm và những cái bài học để khống chế cái tôi của mình, bao dung với người khác hơn. Nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ càng thêm cái trân trọng cái tình cảm và từ đó hiểu được cái cách cư xử trong cuộc sống gia đình. Cuộc sống của hai người nhờ đó mà được hạnh phúc và viên mãn hơn. Đó là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp nữ thứ năm mà dễ phải trải qua hai lần đò đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người phụ nữ tuổi Ngọ ấy thì thường là những người tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Họ là những người phụ nữ thường xuyên tỏa sáng cho công việc, có con mắt thẩm mỹ cao, cái khả năng thích ứng với môi trường xung quanh cũng rất là nhanh. Đứng đầu trong 12 con giáp về cái trí tiến thủ, đồng thời họ thích khám phá những cái lĩnh vực mới. Chính vì vậy mà lần đầu kết hôn ấy thì họ khó tránh khỏi những cái bấp bênh trong cái chuyện tình cảm, khiến cho người chồng chán nản và rời bỏ họ.
phụ nữ tuổi Ngọ kết hôn lần thứ hai thì đã trưởng thành hơn rất nhiều. Yêu cầu của họ đối với nửa kia thì cũng gì được điều chỉnh một chút ít, giúp họ tìm được đối tượng thích hợp hơn, từ đó hạnh phúc gia đình sẽ được gì củng cố và chuyện tình của cả hai người cũng sẽ trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn, tài lộc từ đó cũng ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về năm con giáp dễ phải trải qua hai lần đỏ thì mới mong tìm được cái bến bờ hạnh phúc của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.